nhìn nè. Dân sữa luôn đi. Chị nói kỳ quá hả? Mình biết mình chú âm là ai không? Mình chú âm là màu gì? Mình biết không? Nó giờ sư phụ đang nói chuyện với cao nhân nha. Hả chứ âm hả? À, chú hai bà pháp á gọi là đại diện cho cha mà gọi là âm. Thành hậu á đại diện cho thầy. Nghe nha. Bên âm bên dương, thành ra thái cực lưỡng nghi là cha mẫu. À, tứ tượng là thầy thiếp mới xây ra quả địa cầu à, mới đưa xuống rồi giờ là cái đó là của cái là xuống đây cái hữu hình thôi, còn bắt đầu là bắt đầu khí âm quan khí dương quan hai cái này tụ lại mới nổ ra cái bùm mới sanh ông âm tuổi ra bốn cánh. Thấy không đó, làm sao á, làm sao á là ông Dương thành cái hình của ông Dương xong rồi ông Dương ông mới tạo ra người mẹ, người mẹ mới sanh ra một cặp là thầy thiếp, rồi xong rồi ở trên đó đủ rồi mới xuống trần này á tạo Ewon lấy đất nước gió lửa của trần gian tạo cái hình của Ewon. Thấy không, rồi á có cái hình rồi á cha mới thổi khí dương vào trong bản thể rồi là được di chuyển xong mới lấy cái số 8 cái cộng sườn của mà Ewon nó mới nặng gây qua à, gọi là chúa âm trần gian. Rồi xong rồi cha mới làm cho cái giường địa đàng đó cái gì cũng có cả, nhưng mà có một cây á không được ăn. Ăn rồi mới đuổi ra một cao nhân cùng ra số năm châu gì gánh đang gọi điện thoại gì vợ gì bồ gì bà nam đạo á, nó phân chia ra trên đất nước xin xích đang nói chuyện thành ra mới nói là nam bắc một nhà dòng giống lạc hồng không gần trước tiên phải quay về một yêu thương nhau là nhà ngoại cảm, tất cả các trên đất nước đều là âm, đất nước Việt Nam là dương, dương quốc chỉ có gọi như là anh đất nước Việt Nam. Anh lại nói vậy chú thấy sao chú, còn bao nhiêu là âm hết thành ra chính là âm chỉ có một phần dương. Đó, rồi xong rồi á là trên đất nước Việt Nam này mình mới chích ra đông tây nam bắc trên dưới và thượng hạ, thành ra miền bắc là trung tức là Mỹ Nương á là giao chỉ là coi tóc mà quý vị hai trẻ con à. Văn Lan à, hai người à, là miền hai người xưng là trên trời mà nói chuyện dưới đất đó, thành ra là hôm nay là phải hợp nhất lại nam bắc một nhà yêu thương nhau là dòng giống lạc hồng gọi là dòng giống tu mi mới được về, còn ngoài dòng giống lạc rồng là ngoài lạc hồng là không được về. Vậy nha, nhìn cái ông cụ hồ đó là gì, lý do gì phước lộc thọ lan nói chuyện thế giới quá gì lan tâm sự mà lan nói chuyện khán giả hả, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện với trời hả, có gì đâu, cha mẹ có tất cả năm châu, đừng nói đứng đầu cha mẹ tất cả năm châu, từ trên đất nước Nam này xong rồi nó đầy quá đầu nó ganh tị đồ này có đỏ nó mới túa ra nó chia ganh chi giới đấy nha, nó mình nó bỏ ràng vậy chứ không phải là cái đó là nhị pháp rồi, cái này là nhất thừa chứ không phải là nhị thừa hay tam thừa, nó có cội có nguồn hồng bàn cội tổ ông đại trời ngồi trong đây nè, thấy không, ông Ngọc Hoàng Đế là ông con thôi chứ còn chưa phải là ông cha nữa, ông đại cha nữa kìa, còn ông Ngọc Hoàng Đế là ông mới ông con thôi, là ông thượng á, ông thượng á là ngôi hai, ừ còn ngôi mà ông thượng đế là ngôi hai, còn cái ông Ngọc à. Thì thì khỏi cần nói khỏi cần nói, dù nó ở miền bắc miền trung hay miền tây gì á là cũng nằm trong tay của thượng đế cả, gọi là âm. Nhưng mà năm rồi cha Hồng Hoàng cho tôi đi 63 tỉnh thành phố kêu gọi nó về mở
Trời ơi, hơi trước đầu ngồi một chỗ mà phân hết cả càng khôn. Hiểu không? Còn mấy anh đi thì kệ mấy anh đi, mấy anh là vật lý, mấy anh cứ đi đi, còn tôi còn chỗ là tôi không đi đâu. Tôi chỉ có đi ăn xin thôi à. Ăn xin mà tốt đẹp lắm á, quê nhà. Gặp nhau nói chuyện hợp lấy hợp luôn. Tôi chỉ có ăn xin à. Quá hợp quá hợp. Anh muốn gì á thì cứ lên Bình Dương gặp tôi. Miền mình Bình Dương gọi là thiên đàng. Tây Ninh á. Tây Ninh á gọi là địa đàng. Bình Dương là thiên đàng. Bình Dương là Bình Dương à, anh cứ lên gần Đài Nam đi rồi anh biết tôi là cậu cộ là biết tôi. À. Dạ. Ừ. Thì chuyện đó anh đi, chuyện của anh đi thì anh làm việc thế chủ tịch. Chuyện đó là chuyện của anh, còn tôi làm cái việc của trên kia, còn ở đây làm việc trần nữa. Không có gì đâu, phải có, phải có cấp cao cấp thấp chứ, có vua chúa quan lính mà dân mà không có sao được anh. Nếu một là không được đâu, phải có vua chúa quan lính cùng nhau hợp nhất, gọi là tam giáo nguyên nguyên ngũ chi phải hợp nhất. Không, ngũ chi là gì? Nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo phải quay về thượng đế, không có chia được. Nam Bắc một nhà, giàu nghèo đẹp xấu cần biết như nhau nhớ nha. Có chứ, ông đó là ông em tôi thôi, Kiều Nguyên Tá. Rồi rồi, dữ luôn. Hiểu không? Quá, còn chú hai á, cũng giống như cha tôi vậy đi. Mà giờ giống như cha cũng đang ở trong tôi nè. Hiểu không? Mình mới hiểu rõ đi, từng ánh sáng của cha khác, tình ánh sáng của ông ngôi hai ông chúa đó, là ông thượng đế là màu khác. Hiểu không? Mà nay ngôi hai ông sắp về ngôi một rồi. Thì đúng rồi, ngôi hai thì xuống đây ông mới lập trận. Ngôi hai ông lập trận mà cái đầu ở trên cái hình trên cái đầu anh á là cũng là ổng đấy. Âu Cơ Lạc Long Quân cũng là ổng. Sanh ra 18 đời, 13 đời Gia Long Minh Mạng vừa từ Dục Đức, từ Đức cho tới Bảo Đại là 13 đời là hết, cũng ổng nha. Ông Bảo Đại là anh biết ai không? Cũng ổng đó, cũng là Di Lạc hiểu không? 11 đời. Cụ Hồ Nguyễn Phú Trọng là hết. Qua Võ Ân Thưởng là khác rồi. Nhớ nha. Nào, tiền số nào có tiền số đấy. Nhớ nha. Trăm năm nay đã tận. Cái ông mà trên đầu anh á, cái ông mà trên đầu anh á là 100 năm á. Ông nào trên đầu gì? Anh có thấy không? Nói 100 năm đã tận, xét lại 10 năm. Đâu thấy ông nào trên đầu đâu. Trăm cõi người thương. Hiểu không? Chỉ xét mà năm nay nó hết rồi, năm nay là năm cuối cùng của 100 năm. Quá căng, quá căng. Nhớ nha. Căng quá. À, kỳ phùng nó gãy luôn kỳ vậy. Ủa giờ sao anh lời anh với ai chúng nó sáng được không? Chừng nào hơn? Chừng nào chắc hôm qua không tắm anh nữa. Thì ai biết lên đây bái sư đi chú ơi. Anh học tôi cũng học là anh thôi. Chứ không phải là anh lợi là trên trời dưới đất đều học hết trơn à. Trên trời học theo trên trời dưới đất, học theo dưới đất. Chẳng có gì, chẳng có gì à, giỏi mà cũng cái thấp nhất cũng là của cha của thần đế. Đó. Đúng giờ là nói thơ chi cho mất công cho nó mệt vậy. Tôi có ngày thơ ai cũng thơ chứ ngày thần nói tần số nhiều, tần số thơ nhiều, đúng tần số rồi đó. Hiểu không? Nói nhiều quá. Nói nhiều không khéo bị lập ngôn, bị khí hao nữa. Bị lộn ngôn đó. Bị đòn ha. Không lão xuống bụng, không lão trong kia solo luôn. Bị đòn, tổn phước. Đừng nói. Nhớ nha. Toàn này toàn. Tìm ánh sáng của thượng đế, tìm cha trong thân, nhắm mắt lại, ngậm miệng lại, co lửa lên ý nghĩ trên đỉnh đầu, thâu năng lượng vào. Hồn khỏe hình khỏe. Cái hồn á nó không bao giờ chết. Cái hình đó là sư phụ đang khen video call nha quý vị. Không? Đang chắc video đó, ngày trước mấy ông đó nói thơ, nó văn, nó dò, nó dò nhiều rồi. Cái đó là gọi là pháp âm. Giờ tới pháp dương rồi. Phật dương ra đời là độ tình. Pháp dương gọi là trong cái pháp này, Phật pháp. Mình hành chúng thành Phật, thành trật thành ma. Mà không hành thành là cái gì? Ngọc kia vốn dĩ có, mà không chùi không lao thì nó cũng hoài ngọc thôi. Ha, hiểu không?
không? Giờ cục đất cái tôi hỏi anh giờ mà không đút vô lò anh chui anh rèn nó thì làm sao, nó cũng là đất thôi chứ sao gạch không? Thì đó giờ nói qua nó lại nói chi cho nhiều. Giờ anh biết cái hình trên đó thì cũng có thể mình biết được nguồn gốc mình rồi, tôi đâu cần nói diễn minh chi sao không. Thôi nhưng mà tại vì tôi nói trên này trên Zalo này nó phổ biến nhiều quá không tốt, không nói áp gì được rồi. Rồi hẹn đi, hẹn hai anh em hẹn bữa nào đạm đạo đi. Cả ai tới tôi tiếp. Bất cứ ai. Tôi tiếp thì nếu không đồng quan điểm nào có quất nhau không? Bụp cho lấy lão á, tao bụp bằng khí. Ông nhắc chết á. Đục chứ đục quánh với mấy thằng bay á, vật lý với mấy thằng bay đào tao cũng đào nhiều hơn bay bay à. Hiểu không? Thôi tao để Hồ cũng làm việc cho rồi xong chứ đâu làm. Thấy không? OK. Đâu, cần để đâu cái nào tới nó tới thôi chứ không cần. Đủ duyên thì gặp thôi. Đủ duyên thì gặp thôi. Nhớ nha. Chúc, anh đang ở Cần Thơ mà chỗ nào vậy? Ninh Kiều cái gì? Ở quận Ninh Kiều. Quận Ninh Kiều. Cái khu mà lấn biển lấn sông á hả? Khu đó xưa giờ làm có lấn sông. Được. À vậy hả? Khu vực Mỹ Khánh á không? Nhà dân thì ở phía Cà Mau. Ở ngay chỗ con sông Ông Đốc đổi là hòn đó bạn. Ừ. Thì cái gì nó không phải đổi chứ, miền Tây á, dưới đó gọi là âm. Miền Nam gọi là dương, miền Bắc cũng âm. Miền Trung cũng âm. Tại vì miền Bắc là gọi là Bắc Phương Cổ Phật, miền Trung Trung ương Phật, miền Tây hướng Di Đà âm, miền Nam tức là hướng thượng gì Di Đà Dương tức là Di Lạc. Ở miền Đông. Thấy không? Miền Đông cái đầu mày. Nhưng mà nói chuyện là tôi biết ngay cái băng tầng rồi, ngay cái tầng số rồi. Vậy hả? Biết hả? Là chú. Chắc cũng ít ai nhận ra được lắm. Là chú chứ cùng tầng số đúng không chú? Cùng điên gì cũng là tôi. Mà cùng kiểu nào cũng là tôi. Trời, nó biết lấy. Nếu muốn biết á, hàng ngàn. Ừ, hàng quản hàng người hàng quản đi nữa thì cũng có chứ, một có dưới hai thôi chứ không trời chẳng có nhiều rồi. Gặp cao nhân là quý nhớ nha. Rồi vậy đi ok em. See you again, goodbye. Rồi ok chú luôn nha. Anh biết Quy là sao với anh không? Anh biết Quy là sao với anh không? Vợ anh đó. Vợ Quý anh đó. Vợ Quỳ á, hai người đàn ông mà sao vợ anh á, cái tính biết á, hiểu không chứ đừng có nói với anh cái hình là bê đê. Tạm biệt nhá, tạm biệt cái gì, người ta đi đón cháu, không cần phải tạm biệt gì cả, có gì tới thì cứ tới, đi rồi đi vậy nha, đi mây về gió, đó là mình người tu mà nói gì tạm biệt, vâng, see you again, goodbye. Arigato yamashu. Dù chè dù phải, hai dù lão. Chị ơi, chị nhìn trình quá vậy. Nhìn thì, nó bà, tôi ở đây tao độ Phật đạo, bả độ tình đạo, tức là phải có tình yêu thương. Đưa em bóp thử được không?